động viên sam xã thanh niên những trai gài bàn hâu coi chứng chưa cản khẩu mất lần cuồng gia phong bay sao văn ninh trong chân không trầu thái đầu chán chẹt nhau muộn tô hà nàng tây hương đu lan so cáo số mươi số mải số em tinh này phong em phi đồng tinh này. Xin mời kính thưa quý vị thân mến, ở đây chúng ta có thể nói rằng qua quá trình công tác và làm việc thì các bạn trẻ chúng ta đã gặp gỡ và quen biết nhau. Từ những cử chỉ, những lời nói, ánh mắt của người đầu tiên gặp gỡ như vậy thì hai bạn cũng đã nhận ra rằng đây chính là nửa tình yêu, nửa hạnh phúc mà bấy lâu nay mình đang đi tìm kiếm. Và chúng ta đang thấy rằng niềm vui, hân hoan, hạnh phúc đang nở trên đôi môi của cặp đôi nương. Và trong chương trình đại lễ Phục Quy ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho đôi bạn trẻ cũng như phái đoàn hai bên gia đình, cũng kính mời toàn thể quý quan khách chúng ta đang ở phía ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau theo sự sắp xếp của phái đoàn hai bên gia đình trở về các quốc gia bản tiệc cũng như để cùng nhau chung vui với phái đoàn hai bên gia đình ngày hôm nay. Chắc chắn kính mời đến tình cảm của toàn thể quý vị quan khách rất nhiều. Hạnh phúc trên đôi môi của chú rể Văn Thắm và cô dâu Toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả đúng là con gì đẹp bằng trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa đứa đôi, trong hoa đơn nở một đời, không bằng một phút đợi chờ ngày hôm nay. Quả đúng là yêu và được yêu là niềm hân hoan hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Quả quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta, tình yêu làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, hay tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có chung cùng nhịp đập. Đúng là ai đã gieo vào lòng chú rể của chúng ta nỗi nhớ để ngày đêm sóng vỗ đêm dài. Cô dâu Thu Hằng có biết rằng ngày đêm anh có ngủ chằn chọc hoài với nỗi nhớ thương em. Được rồi, ngày hôm nay phái đoàn đôi bên gia đình cũng đã chuẩn bị xong để tiếp đón toàn thể quý vị quan khách được trở về đây chung vui niềm hạnh phúc, chúc phúc cho hai em nên duyên vợ chồng. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ gần xa. Chúng ta đang ở trước khán phòng dạp cưới, đang ở bàn nước bàn trà đang hoàn huyền tâm sự. Chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện tâm tư tình cảm của riêng mình và cùng nhau di chuyển vào khu bên trong mà gia đình chúng tôi đã thịnh soạn bày sẵn. Chúng ta sẽ ngồi từ bên trong ra bên ngoài. Thứ nhất là để đẹp mâm cỗ, và thứ hai là để thuận tiện cho quý khách đến sau. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị. Kìm kiếm ma hà đầy mưa khai kiếm ma mưa quả chẳng kiếm hà đầy cái cháu mắt kết phát hà nó mất dệt mầm khẩu cái cháu mắt cào mới áo xúc hải xúc em tinh lại bóng mẹ bị đồng song bản sam na song huyền sam xá thành niên nhìn trai đại bàn khói vía ban cả mắt kết tòm hồng bờ thiên xúc khỏi mani thay cả nằm thiên xúc khỏi cả khổng dệt đầu đầu khởi sang song đu lan so tăng nà phú gia tán nay song phái thiên so kính mây xúc hải xúc em tinh lại bóng mẹ bị đồng thao coi trứng chứa hào càn khẩu mất năng cuồng gia phong bay sáu bón lên chọc chân không trầu thái đầu chét chép nhau vòn tô hà nàng tư ân lưu lan so cáo số mươi số mải số bên bị đồng tách này. Anh đi từ bên anh ra Yên Bái, từ Móng Cái trở về đất mũi Cà Mau, được hàng ngàn cô gái chạy theo gót chân anh và đem lòng yêu thương anh, nhưng anh cũng không lòng nghĩ. Có lần anh đi du lịch bên Mỹ, được Tổng thống Mỹ khen anh là người đẹp trai và có tài, cũng có ý định gả con gái đầu lòng cho anh, nhưng anh cũng không đồng ý. Và anh nguyện trở về với mảnh đất quê hương Tuần Giáo thân yêu để tìm người con gái anh yêu, đó là cô dâu Thu Hằng. Và anh đã nói với cô dâu rằng ước gì anh lấy được nàng, để anh đem gạch bát tràng về xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể đã thỏa lòng mong ước mong một nhà. Và trước tình người vấn vương trong khoảnh khắc tuyệt vời hạnh phúc của buổi trưa ngày hôm nay thì cũng trân trọng kính mời toàn thể quý quan khách chúng ta sẽ cùng nhau trở về các thương gia bản tiệc để cùng nhau chọn cho mình những chỗ ngồi thật là ý và thoải mái nhất để cô dâu chú rể của những phái đoàn hai bên gia đình có thể ra mắt đến toàn thể quý vị quan khách đúng thời gian mà ban tổ chức đã quy định. Và kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân di chuyển đi ạ. Trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời. đã dành thời gian trở về đây để có những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô dâu và chú rể. Và trong chương trình niềm vui hân hoan hạnh phúc ngày hôm nay thì còn quý vị nào chúng ta còn đang chậm chân chậm bước, chúng ta đang ở phía ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân tiến bước di chuyển về hàng bàn hàng ghế mà phái đoàn hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị chu đáo nhất để đón tiếp với tình cảm tình yêu chân thành của toàn thể quý vị quan khách. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cũng rất mong muốn rằng toàn thể quý vị quan khách đã và đang hiện diện ở cũng nhất là các bạn bè nam nữ thanh niên cũng như cơ quan đoàn thể cũng đã cùng nhau bớt chút thời gian trở về đây, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với ban tổ chức để cùng nhau đăng ký những bài hát yêu thích của mình, để gửi lời ca tiếng hát ngọt ngào nhất đến chú rể Văn Thắm và cô dâu Thu Hằng. Trân trọng kính mời tình cảm của toàn thể quý vị quan khách rất nhiều. Dạ vâng, chúng ta thể xin được thân mến. Và lời đầu tiên thì xin dành những lời đầu tiên và hơn tất cả là xin gửi những lời cảm ơn tới những sự có mặt của tất cả toàn thể quý vị đã và đang cùng với chúng tôi có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái để cùng tham dự chung vui chúc mừng cho Thu Hằng và Văn Thắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chúng ta thể quý vị quan khách thân mến, vâng đúng không ạ? Đang hiện giờ đây tại khán phòng của chúng ta với một cái bắt đầu một mùa hè của năm 2023. Thực sự là với một cái thời tiết thực sự rất là nóng, nhưng mà tất cả toàn thể quý vị cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại những sự nắng nóng của thời tiết như ngày hôm nay, đã cùng với chúng tôi có mặt tại đây để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa được thay lời cho gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn tới những sự có mặt của tất cả toàn thể quý vị. Một lần nữa xin chào quý vị toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhanh hơn một chút nữa để cùng nhau trở vào ngồi những hàng bàn hàng ghế danh dự nhất để cùng chúc mừng cho hai nhân vật chính và đặc biệt hơn nữa để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để cùng nhau chung vui chúc mừng hạnh phúc và cũng như để gửi những lời ca tiếng hát của mình tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc một nhạc phẩm mang tên Người Con Gái Thái. Sau chính là con mẹ khi nào ấy em sẽ cùng chú cô đó sang làng cầu Thu Hoàng Hoa qua và dưới làng bản thâu ở sáu mức thành của nhân tin báo mức thành của nhân tin sáng qua mắc hở báo mức là của trắng nhân tin sáng qua mắc hà teo kia ba chăn phó như là bình cứu hiến thành hay còn những cái dáng chăn lên và hưởng sứ ai ni chu của ní nó hoa hình nả hát thứ xài tà song cha tốt sự cần ba bay dệt bàn ổ các tảng hưởng mưa lại cầm diễn sườn hay lại quăng chu chạy chân trắng chân sù ảo lại quăng áo quăng xào như chặt sù rất ảo ngang si của đi ú ra tà nai sòng phải chuôn ở cái những hạt bánh ở cả những mắt sàn lên sữa hà lên phát xuống mắt xuống hùa quốc cầu ai cười kính đi cầu cười được của hùa mía thương mắt sọc ống với con mẹ ấy hết con rào cần khẩu nên là cũng rất cười rất lòng hâu con cần chôm muôn chôm là đuổi của mía mới sọc áo 60. Xong phải trước hết các bà tác sắc đuổi của miếng nói số mới tiếng lại có mẹ pí đầu ải em có mẹ pí đầu nó hắc mắc con hắc của con cần năng con có mẹ pí đầu nó mắc trong làng hắc của con cần năng tức làng gần nãy chứ mấy ế tiếng lại có mẹ pí đầu mà trở na nửa chứ mắc cái tàu bỏ muốn sắc đuổi của miếng sẽ đâu làng của số cáo số mới hợp tiếng lại có mẹ pí đầu không ma đâu hắc của con cần trước cần năng tiếng lại có mẹ pí đầu ải em ơi. Chúng ta đang ở phía ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thức gia bản tiệc ngày hôm nay để cùng nhau nâng ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ điện. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Giải Văn Thắm khi ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách thì anh đã nắm tay người vợ của mình trở về để ra mắt tình cảm tình yêu chân thành của toàn thể quý vị đã và đang hiện diện tại khán phòng tình yêu để chúc mừng hạnh phúc cho Văn Thắm, Thu Hằng và quý vị đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau trở về điện. thưa quý vị thân mến, quý vị có thấy rằng đôi bạn trẻ của ta có đẹp đôi không ạ? Quý vị thấy đẹp đôi có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cho đôi bạn trẻ trở càng ngày càng hạnh phúc được không ạ? Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để có được một ngày vui, ngày hạnh phúc trọn đại như ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu đi công ơn sinh thành dưỡng dục những bậc làm cha làm mẹ. Bây giờ đây, ban tổ chức tôi xin mời phái đoàn ở bên gia đình, những người bố, những người mẹ của cô dâu chú rể cùng sách cùng nhau trở về trung tâm hạnh phúc để ra mắt tình cảm toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện tại khán phòng tình yêu ngày lúc này đây là một đại gia đình hạnh phúc nhất. Xin được cúi đầu dẫn mắt đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đó không phải là sự giàu sang, phú quý, tiền bạc hay vật chất, mà đó chính là tìm được một tình yêu đích thực, một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chú rể Văn Thắm, cô dâu Thu Hằng cũng như vậy. Kính thưa quý vị, qua quá trình công tác và làm việc thì đôi bạn trẻ đã gặp gỡ và quen biết nhau. Từ những cử chỉ, những lời nói, ánh mắt của buổi đầu tiên gặp gỡ như vậy thì hai bạn cũng đã nhận ra rằng đây chính là nửa tình yêu, nửa hạnh phúc mà bấy lâu nay mình đang đi tìm kiếm. Qua quá trình yêu đương tìm hiểu rất là lâu thì cuối cùng tình cảm tình yêu của đôi bạn trẻ cũng đã đến giai đoạn chín mùi và hai bạn cũng đã trở về xin phép hai bên gia đình, xin phép cha mẹ để tác hợp cho mối lân duyên để được về sống với nhau, cùng nhau chia sẻ những đắng cay mượt ngọt trong cuộc sống. Và tại khán phòng gia đình, rạp cưới của họ nhà gái cũng đã có đầy đủ các vị đại diện nội tộc ngoại tộc của hai bên gia đình thông gia và toàn thể quý quan khách, và đặc biệt hơn nữa là những người thân, những người bạn, những người đồng nghiệp của cô dâu chú rể cũng đã trở về đây để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và hơn nữa là sự hiện diện của toàn thể quý quan khách gần xa thôn bản cũng đã cùng nhau trở về đây chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình buổi đại lễ vô quy mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Hằng, chú rể Văn Thắm xin chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chúc mừng. Tràng pháo tay của toàn thể quý vị, anh chị trong buổi trưa ngày nay đã dành cho đôi bạn trẻ cũng như phái đoàn hai bên gia đình đã có thêm rau hiền và thể thao. Và cảm ơn giả Huy Toàn cũng đã mang đến không khí sang trọng của buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Hằng, chú rể Văn Thắm trong chương trình buổi trưa hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để có được một ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu về phái đoàn hai bên gia đình như sau. Về phía phái đoàn gia đình nhà trai trân trọng giới thiệu có bố là Lò Văn Phương, mẹ là Lường Thị Vân. Xin mời hai bác sẽ bước lên một bước. Và về phía phái đoàn gia đình nhà gái trân trọng giới thiệu có bố là Hoàng Văn Đoàn, mẹ là Lường Thị Xiến. Xin mời hai cô chú sẽ bước lên một bước ạ. Và quý vị có thể dành một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn phái đoàn hai bên gia đình. Xin mời phái đoàn hai bên gia đình trở về vị trí của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chủ nhân của tấm thiệp hồng không ai khác đó là chú rể Văn Thắm, cô dâu Thu Hằng đã khoác lên cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, nụ cười rạng ngời nhất. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiến lên hai bước và cúi đầu sau thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất của buổi trưa hôm nay. Xin mời và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng đi ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Cảm ơn đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị thân mến, một lần kính mời tôi sẽ lên hai bước đi ạ. Và khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay đó là cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau vòng nhẫn cưới thì vẫn thiêng liêng theo cả cô dâu chú rể đến hết cả cuộc đời. Và xin mời cô dâu chú rể tụi mặt vào nhau đi ạ. Và ban tổ chức chúng tôi có một yêu cầu rất nhỏ nhỏ trước khi chú rể Văn Thắm trao vòng nhẫn cưới cho người vợ của mình. Anh có thể ôm người vợ của mình thật chặt. Và kể từ ngày hôm nay đây, có thể quý vị chúng ta sẽ biết rằng đôi bạn trẻ đã xuất hiện tại sân khấu sẽ là đôi bạn trẻ hạnh phúc nhất trong buổi cưới năm nay. Và xin mời chú rể Văn Thắm sẽ ôm người vợ của mình thật chặt được không ạ? Và đồng thời đó có thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và để cho phần lãng mạn hơn nữa thì chú rể có thể trao dẫn cho người vợ của mình. Và trước khi đó thì chú rể có thể quỳ một gối xuống để trao vòng nhẫn cưới cho người vợ thân yêu của mình được không ạ? Xin mời. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên chú rể Văn Thắm. Xin mời cô dâu Thu Hạnh sẽ đeo vòng nhẫn cưới cho người chồng. Hôm nay nay làm sự mình chúc cho long phù quảng đời đời. Dù cho vật bậc sắp rời, tình chồng nghĩa vợ đời đời ta có nhau. Cảm ơn toàn thể quý vị đã hiện diện thành trong tình yêu ngày hôm nay cũng như chứng kiến kết quả của cuộc tình tốt đẹp. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày vui ngày hạnh phúc trọn vẹn của đôi bạn trẻ, đó là đôi bạn trẻ sẽ được đón nhận các món quà của người thân trong gia đình. Và món quà đầu tiên là người bố, người mẹ của cô dâu sẽ gửi món quà đến hai người con thân yêu của mình trong một ngày đại lễ vô quy ngày hôm nay. Xin mời cô chú sẽ gửi món quà đến hai người con của mình, trân trọng kính mời. Người cha, người mẹ đã không quản những khó khăn, những mưa nắng của những ngày gió đông, gió rét đã qua đi và đã dành tất cả những món quà yêu thương. Ngày hôm nay đây chính thức hai người con cũng đã tìm được bến bờ của hạnh phúc và bố mẹ cũng có những món quà gửi đến hai con. Chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn bằng tình nghĩa phu thê, sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn gắn kết đến suốt cả cuộc đời. Ở xóa chút lại của mẹ thì nào ngoài em nọ ở sân phòng ngoài đi hàng cửa bố lán phả bo không em đi hàng cửa bố sùng bể nhớ các bà mình đi cả sắc mà đi mới chém bên ngang song thủ đô của những tổ chức đám cưới ai em của những mấy trường lành sành hùng chúc vào song thủ đô cả hào khoan dây kín phá tay và nạ song thủ đô nơ. Và cảm ơn món quà tuyệt vời của người mẹ cô dâu rất nhiều. Và tiếp theo chương trình sẽ là món quà của chị gái cô dâu, chị Viên cũng sẽ tiếp cận sân khấu để gửi món quà tuyệt vời nhất đến hai người em thân yêu của mình. Trân trọng kính mời chị. Xin mời kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ khi sinh ra và lớn lên trong đài này của cả quê hương. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc đang được lan tỏa trên tháp ly tình yêu cũng như minh chứng cho tình yêu của đôi bạn sẽ luôn bền mãi đến tận ngàn sau. Cảm ơn cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể xách cầm chai champagne thứ hai lên đi ạ. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau rót lên ly rượu của hạnh phúc đi ạ. Trân trọng kính mời. Mang đến cho em sự bình yên. Chú rể Văn Thắm, xin mời cô dâu chú rể trở về giữa trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, được đỡ lời cho đôi bên gia đình cũng như cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách, những người bạn, những người thân, những người đồng nghiệp cũng như toàn thể quý vị quan khách cũng đã trở về đây để chúc mừng hạnh phúc đến chú rể Văn Thắm cũng như cô dâu Thu Hằng. Và kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và cùng nhau dùng bữa cơm thân mật với phái đoàn hai bên gia đình ngày hôm nay. Ở xóa trước tinh lại của mẹ phí nào ngoài em nọ ở xin đầu làn của chính mình cao cảm ơn hoặc tinh lại của mẹ phí nào ngoài em tinh cầu tinh xích tinh sao nắng mỹ nả trong muôn sắc đổi của mẹ mình đi cho chính mình cao cảm ơn hoặc tinh lại của mẹ phí nào ngoài em xin đầu làn của chính mình cầu chúc ở sắc đổi của mẹ lại thời lăng áo trời co hạt gần tàu phồng lành bánh gần tàu phồng lón vi lùn nhanh trai này cần ở đất sòng mắt cả chúc ở tăng cú tăng già tăng cả tăng nay hậu khăn lại kín hành đủ hành tàu thứ xa mắt đô la cả xóa phá quam họ tính lại của mẹ pin đồng ải ép tới cầu tới xịt tới sao nhắc ẩm lại của cài lại ra mắc cái tổng hồng muôn sáng ở đôi phủ mẹ bên đi có chúc tính lại của mẹ pin đồng hảo khăn rất kia kính phá tay bên nào của mẹ pin đồng ải ép pin ơi. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và ngay bây giờ đây thì phái đoàn hai bên gia đình cũng sẽ dâng những chén rượu để cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị quan khách và kính mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng nhau rót ly rượu thật là đầy để chúng ta cùng dâng cao lên để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ cũng như để phái đoàn hai bên gia đình cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị nào. Đây là hai ly rượu của tình yêu của hạnh phúc. Và tất cả quý vị ơi, chúng ta đến đây với một mục đích duy nhất, đó là chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Hằng và chú rể Văn Thắm. Có thể quý vị có thể dâng cao chén lên được không ạ? Quý vị ơi, và chúng ta sẽ cùng nhau hô được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau hô 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 rô và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Anh chị em ơi, 1, 2, 3 rô. Chúc mừng hạnh phúc, xin mời phái đoàn hai bên gia đình. Bất ngờ anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau này mình sẽ là một gia đình. Để cảm ơn phái đoàn hai bên gia đình, cũng như cảm ơn cô dâu chú rể. Sau đây xin mời phái đoàn hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể sẽ trở về các thơ giả bản tiệc để cảm ơn tình cảm của thầy quý vị quan khách đã hiện diện ngày hôm nay. tiếp tục tầm 6 giờ tối ngày hôm nay không? Cũng rất mong muốn rằng toàn thể quý vị anh chị chúng ta là văn nghệ, chúng ta sẽ cùng nhau trở về phía trung tâm sân khấu chính và đăng ký với ban tổ chức chúng tôi với những bản tình ca ngọt ngào, tình cảm đầy tình yêu mà chúng ta đã chuẩn bị để chúc mừng hạnh phúc trai em trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Tay thật nông nhiệt nữa để chào đón đội văn nghệ chúng tôi trở lại phía trung tâm sân khấu không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị ạ. ăn mà mày lỉ không ơi. À hấp tóc cảnh mắt xé hả bánh quần xuống á. Mày nè, xuống 10, xuống 10 nha, xuống 5 luôn luôn là nè, xuống 3, xuống mẹ nè. À tại em nè Trong cái việc của thành quý vị khán khách, chúng ta đã hiện diện tại khán phòng tình yêu, chúng ta đã dùng bữa cơm xong rồi trở về với trung tâm hạnh phúc hiện nay cùng nhau này cũng đã có được chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Cũng như chúc mừng chúng ta đoàn hai bên đèn rình đã thêm ra huyền thể thao rất trọng kính mời và kính mời thành quý vị đâu lên sân khấu này em ơi, vui lên nào nào đấy nào quý vị ơi, chúng ta trở về với trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay nào trân trọng kính mời và kính mời hey 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 lấy nào gia đình cởi hết mình lại này sập xí đâu. Những người bạn, những người thân, những người gia đình của cô dâu chú rể trong chương trình buổi trưa hôm nay cùng nhau trở về trung tâm sân khấu chính để chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ đi ạ. Rất trọng kính mời và kính mời. sân khấu với em ạ. Xin nào số em thành nhận được không em ơi? Em cần cùng mời ra đi nào. Hãy subscribe